Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Liên quan đến chuyện tình cảm giữa nữ ca sĩ Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải, mới đây sau khi nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận cặp đôi đã chia tay thì thiếu gia Minh Hải cũng đã có động thái đầu tiên vô cùng xúc động trên chính trang cá nhân của mình. Sau khi nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng xác nhận chia tay, thiếu gia Minh Hải cũng đã có phản ứng đầu tiên trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi nữ ca sĩ đăng tải một tâm thư dài, nam thiếu gia đã chia sẻ lại kèm với dòng trạng thái vô cùng xúc động. Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi, nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em, chúc em hạnh phúc. Thiếu gia Minh Hải và nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức kết thúc cuộc tình hơn 5 năm vì bất đồng quan điểm, cố hàn gắn nhưng không thành. Sau khi chia tay, nữ ca sĩ nhắn gửi tới người cũ rằng cuối cùng chúc cho bố Bo sẽ có một cuộc đời bình an, vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai. Cảm ơn anh vì tất cả. Trước đó, thì nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài và vô cùng xúc động lên trang cá nhân, chia sẻ cũng như là thông báo đến cho khán giả rằng cô và thiếu gia Minh Hải đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Cô chia sẻ rằng, thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật, nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận. Điều tuyệt vời nhất cả hai có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi. Hai mẹ con ở Việt Nam, khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.